Thưa quý vị, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở xung quanh bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã kéo dài hơn một tháng nay, dường như vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm đi, bất chấp những phản đối công khai về mặt ngoại giao từ phía Việt Nam và quốc tế. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra vào lúc này là mục tiêu của Trung Quốc gây hấn đối Việt Nam lần này là gì và hành động cần thiết từ Việt Nam cũng như là kết quả trông đợi. Nhân dịp này, chúng tôi xin phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, khoa lịch sử Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, người đã có nhiều bài viết phân tích về vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Xin chào giáo sư Ngô Vĩnh Long ạ. Xin chào ạ. Vâng, thưa ông, từ khoảng giữa tháng 6 trở lại đây, Trung Quốc đã liên tục điều nhiều tàu hải cảnh dân binh cùng là tàu khảo sát địa chấn vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sự việc đã kéo dài hơn một tháng, mới đây thì lại có thêm thông tin rằng là Trung Quốc điều những 35 tàu và vào đỉnh điểm là 80 tàu. Vậy thì ông có đánh giá thế nào về thực trạng này ạ? Trước hết là Trung Quốc muốn bắt nạt Việt Nam để Việt Nam nhượng bộ, và Trung Quốc muốn cho Việt Nam đi đến cái vấn đề là thương lượng với Trung Quốc. Mà nếu Việt Nam và Trung Quốc thương lượng tay đôi á, mà theo yêu cầu của Trung Quốc á, là các nước ngoài không có quyền dính líu vào, thì như thế là Trung Quốc đã thắng, là bởi vì Trung Quốc gây hấn ở cái vùng không tranh chấp, cái vùng thềm lục địa của Việt Nam, và làm đó thành một việc tranh chấp. Mà nếu mà các nước khác, các nước ở bên ngoài mà không có can thiệp, thì như vậy là Việt Nam sẽ bị cô lập. Dạ vâng, Trung Quốc thì trong khi mà điều tàu vào cái khu vực thềm lục địa của Việt Nam như giáo sư nói đó, thì cũng đồng thời cũng điều tàu vào khu vực bãi Lukonia của Malaysia, rồi cũng thách thức cái khu vực gần đảo Thị Tứ mà Philippines đang kiểm soát. Đồng thời cùng một lúc Trung Quốc trong những cái tháng qua liên tục làm những cái hành động như vậy, thì theo ông là cái nguyên nhân tại sao Trung Quốc có thể gây sự cùng một lúc với nhiều nước ASEAN đến như vậy ạ? Trung Quốc gây sự với nhiều nước ASEAN để xem thử coi Mỹ, đặc biệt là Mỹ, phản ứng như thế nào. Và ngoài Mỹ ra thì các cái đồng minh của Mỹ như thế nào. Thì tôi cũng vui mừng là thấy gần đây Mỹ, Úc và Nhật Bản có một số phản ứng. Nhưng mà tôi thấy phản ứng nói rằng là nên đàm phán, nên giải quyết cái vấn đề ở Biển Đông một cách hòa bình. Thì tôi thấy như vậy chưa đủ. Các cái nước mà sử dụng Biển Đông phải có lập trường cứng rắn hơn, và phải cho biết rằng là Trung Quốc và tất cả các nước khác đều phải theo luật biển của thế giới, chứ không có thể mà ngang tàng nói đây là cái vùng biển tôi có sức mạnh này tôi chiếm được. Dạ vâng. Như vậy là giáo sư nghĩ thế nào về cái hiệu quả mà của lên án của quốc tế cũng như của Việt Nam đối với Trung Quốc? Bởi vì cho đến giờ phút này thì dường như rằng là Trung Quốc vẫn chưa có rút tàu khỏi cái khu vực đó. Theo ông thì ông đánh giá cái hậu quả của sự sức ép quốc tế đối với vấn đề Trung Quốc ở Biển Đông ra sao? Nhất là khi mà so sánh với trường hợp của năm 2014 chẳng hạn, với vụ HD981. Cái vụ này là nó rất là khó khăn và rất là nguy hiểm, cho nên tôi nghĩ rằng là Việt Nam cùng lúc là cho thế giới biết Việt Nam muốn có giải pháp êm đẹp ở trong khu vực, và muốn Trung Quốc phải rút tất cả các cái tàu của Trung Quốc ra khỏi cái vùng mà Việt Nam có quyền lợi. Thì cùng một lúc Việt Nam cũng nên nói với các nước khác là nếu các nước khác muốn bảo vệ luật biển, muốn bảo vệ an ninh trên biển, thì phải có những cái hoạt động cứng rắn hơn. Nhưng mà nếu mà so với năm 2014 chẳng hạn, thì từ tháng 5 rồi sau đó, nếu mà theo thông tin sau đó thì khoảng tháng 7, tháng 8 là Trung Quốc đã tuyên bố là sẽ rút cái giàn khoan về. Nhưng mà đến năm nay thì là bắt đầu sự việc là bắt đầu vào khoảng 16 tháng 6 theo trang Minh Bạch Hàng Hải, thông tin từ bên đó đưa ra là như vậy. Và đến bây giờ là hơn một tháng, thì ông đánh giá thế nào về khả năng Trung Quốc làm tương tự giống như HD981 năm 2014 hay là sẽ khác đi ạ? HD981 là trong cái vùng có thể nói rằng là cũng nghĩa là vùng xám, tất nhiên là cũng không rõ ràng lắm về cái vấn đề quyền chủ quyền của Việt Nam. Còn đằng này thì Trung Quốc
nó xa Trung Quốc là ít nhất là 600 hải lý. Trung Quốc không có cái quyền gì ở trong khu vực này hết. Trung Quốc cũng không có thể dựa vào các cái gọi là đảo nhân tạo của Trung Quốc mà nói rằng là Trung Quốc có quyền ở trong khu vực, là bởi vì các cái đảo nhân tạo chỉ có thể có 500 mét cái khu vực an toàn thôi. Còn nếu mà có những cái thực thể mà nó nổi lên trong khi nước thủy triều nổi lên á, thì chỉ cũng được 12 hải lý thôi. Cho nên Trung Quốc không có một cái quyền gì ở khu vực bãi bãi Tư Chính. Đằng khác thì Việt Nam có cái quyền lợi kinh tế, và đằng khác thì Việt Nam đã từ năm 1994 đã lập các cái giàn khoan ở trên trên khu vực đó. Thì Việt Nam đã có một cái gọi là mà không không có ai phản đối cái vấn đề này. Nếu mà có nước nào phản đối có thể là Malaysia, nhưng mà Malaysia đã đồng ý Việt Nam thì thành ra không có lý do gì Trung Quốc ở một nước ở xa cách bãi Tư Chính hơn 600 hải lý mà nói rằng là Trung Quốc có quyền lợi gì ở khu vực này hết. Thì thế giới phải nói rằng là Trung Quốc phải kéo tất cả các cái tàu của Trung Quốc ra khỏi khu vực này, và bởi vì nếu mà để các tàu đó lại không những dọa nạt Việt Nam mà dọa nạt an ninh của thế giới trên khu vực Biển Đông. Dạ vâng, nhưng mà tuần trước đó thì có thông tin rằng Việt Nam sẽ gia hạn cái thời gian của cái giàn khoan dầu mà Nhật Bản đang thực hiện ở cái lô 06.1 liên doanh giữa Nga và Việt Nam. Đó là cái lô dầu khí mà Trung Quốc đã đưa tàu hải cảnh vào để quấy nhiễu trong cái thời gian qua, từ ngày 16 tháng 6 năm ngoái theo trang Minh Bạch Hàng Hải. Theo ông thì có những thông tin cho rằng là Việt Nam kéo dài cái thời hạn giàn khoan đến giữa tháng 9, là mục đích là cũng để cho Trung Quốc giữ mặt và để có thể là họ sẽ rút vào thời gian đó. Ông đánh giá thế nào về cái nhận xét này ạ? Vâng, tôi thấy rằng là Việt Nam cũng là một cách để cho Trung Quốc khỏi bị mất mặt. Nhưng mà Việt Nam cũng phải nói thêm rằng là sau là khi Trung Quốc rút ra khỏi cái khu vực này, Trung Quốc không có thể tái diễn được, bởi vì Trung Quốc không có một cái quyền lợi gì trong khu vực này. Dạ vâng. Vậy nếu như khả năng mà khi mà Việt Nam rút cái giàn khoan ra vào ngày 15 tháng 9 như theo thông báo đó, và Trung Quốc để giữ mặt cũng rút ra, vậy thì Việt Nam có tiếp tục khai thác dầu khí ở khu vực đó hay không? Bởi vì đó chính là cái yêu cầu từ Trung Quốc đối với Việt Nam ạ. Việt Nam nên tiếp tục khai thác dầu ở khu đó, bởi vì nếu mà không á thì Việt Nam là có cái hành động là giúp cho Trung Quốc là lần khác có thể trở lại nữa. Lần khác tôi nghĩ rằng là không những là Việt Nam tiếp tục khai thác dầu trong khu vực, mà Việt Nam ngay bây giờ đưa đơn lên kiện ở tòa án của luật biển của Liên Hợp Quốc, bởi vì nếu mà không làm cái vấn đề đó thì Trung Quốc rút đi xong xong lại không làm được, làm để cho thấy rằng là Việt Nam đã lên tiếng rồi, sau này sẽ dùng cái cớ đó để mà vận động các cái nước ngoài khu vực. Chứ còn nếu mà không á, thì rõ ràng là Việt Nam nhượng bộ Trung Quốc.